Đây là bóng chơi tương đối mềm mại, họ có nhiều lựa chọn trong việc tiếp cận với khung thành của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi cần thì đó là những tình huống chơi trung lộ. Và đương nhiên rồi, với chiều cao của mình thì họ... Quế Ngọc Hải, Quang Hải, dứt điểm, không được. Một pha xử lý có thể coi là sở trường, đúng với cái chất tinh quái của Quang Hải. Nhưng cũng cần phải dành lời ngợi khen cho Quế Ngọc Hải, người đã có những đường truyền tương đối ấn tượng. Đinh Thanh Trung với năm phút vừa qua đây chứng kiến những cơ hội liên tiếp của đội tuyển Việt Nam, những cơ hội thuộc về các thủ thuận chân trái, đó là Quang Hải và vừa rồi là Đinh Thanh Trung. Đội tuyển Việt Nam luôn sẵn sàng trong những tình huống bóng nảy ra ở ngoài vòng cấm địa. Đó là những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cho các học trò của mình. Ở trong hiệp 1 chúng ta cũng có những tình huống tương tự kiểu như phóng vừa rồi. Và cũng là Đinh Thanh Trung sẵn sàng và thường trực để tung ra những cú dứt điểm đến từ tuyến 2. Nhưng ở phần thời gian còn lại, có lẽ điều mà chúng ta trông chờ nhất là việc khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ được thể hiện như thế nào trước một đối thủ cao lớn và cũng có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Đó là pha phá bóng an toàn của Xuân Mạnh. Tamimi. Anh Đức. Không được. Đội tuyển Việt Nam chủ động, chỉ gây áp lực ở phần sân nhà của mình, không có những tình huống dâng cao để áp sát. Đó là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Một đường chuyền bóng rất nguy hiểm. Áp lực không ngừng được gia tăng bởi cầu thủ Trao Đan. Trung phong Phai San là người đã không thể chạm được bóng từ đường truyền của Thaji. Đánh đầu. Vẫn tiếp tục sẽ là những tình huống bóng bổng hướng về khung thành của Tuấn Mạnh. Lần này thì Thaji đã không vượt qua được Văn Thanh. Rất tốt. Đinh Thanh Trung. Thể lực của Đinh Thanh Trung đã có sự giảm sút ở những phút gần đây. Thaji. Sami. Tamimi. Xuất xa. Bóng đi không chính xác. Cú ra chân của tiền vệ phòng ngự Samarat. Jordan đang thiếu đi tốc độ và yếu tố bất ngờ
trong việc tiếp cận với khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Mạnh cùng đồng đội vẫn đang tạo ra được một hàng phòng ngự tương đối chắc chắn với một cách tổ chức tốt. Quế Ngọc Hải. Việc có Quế Ngọc Hải đã giúp cho phòng ngự Việt Nam có được những tình huống mở bóng dài tương đối hiệu quả. Hồ Khắc Ngọc rất hay. Vẫn tiếp tục là Khắc Ngọc, những pha xử lý quen thuộc của Khắc Ngọc. Hơi mạnh một chút. Pha phối hợp không thành công giữa hai cầu thủ đến từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Nếu tính riêng trong năm 2018 thì Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ có thể coi là ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam cho lúc này, với một bàn thắng và ba đường kiến tạo. Đội bạn đã cho thấy sự can lướt rất tốt. Sút xa, tỷ số đã sang là 1-0. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân xuất sắc của cầu thủ bên phía trước bàn. Và là bàn thuộc về Abu Amarat. Bàn thắng đem đến sự phấn khích cho những cổ động viên của Jordan. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm xuất sắc. Không có cơ hội cản phá dành cho thủ thành Tuấn Mạnh. Những cơ hội nguy hiểm nhất của Jordan đều là các pha dứt điểm từ xa. Và lần thứ hai thì họ đã thành công với độ chính xác được cải thiện. Ở trong tình huống vừa rồi thì đã không có sự áp sát, không có sự tác động nào đến từ tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đang chơi hưng phấn hơn, Sami. Những lựa chọn tiếp cận với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam là tương đối đơn giản đến từ Jordan, bóng bổng và những tình huống dứt điểm từ xa. Những lựa chọn để khẳng định sự vượt trội về mặt hình thể cũng như là cả về những kỹ năng cá nhân. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức là người được lựa chọn để vào sân thế chỗ Công Phượng. Tiếp tục là một điều chỉnh từ tuyến tiền vệ trở lên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu như không tính đến sự thay đổi người bất đắc dĩ ở vị trí thủ môn vì chấn thương của Văn Lâm. Không hề có một sự e dè nào. Những lựa chọn, những quyết định của Lê Park Hang-seo đang cho thấy rõ ràng việc mong muốn có một thế trận tấn công tốt hơn. Khắc Ngọc và bây giờ thêm trường hợp của Phan Văn Đức. Tiến Dũng. Có 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được triệu tập lên đội tuyển lần này. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cả 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đều đang góp mặt. Đó là Xuân Mạnh, Văn Đức và Quế Ngọc Hải. Tamimi. Kazi. Có thể thấy rõ sự khó khăn của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đang không có một tiền vệ phòng ngự đích thực. Dù rằng những vị trí sau khi vào sân như Khắc Ngọc
chơi tương đối thấp, nhưng phòng ngự lại không phải là sở trường của cầu thủ này. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng những thay đổi cho thấy ông rất táo bạo và mạnh dạn, chủ động cho học trò tiếp tục chơi tấn công. Sami, Tamimi, Khắc Học, Thaji. Pha tranh chấp tốt của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa thì trên khán đài của sân vận động King Abu Dhabi đã sôi động hơn, những cổ động viên đang hào hứng hơn với những gì mà đội chủ nhà đang thể hiện. Cầu thủ thuận chân trái và cũng đá ở cánh này của đội tuyển Jordan đang mang tới nguồn cấp bóng chính, đó là Tamimi và Thaji. Một lỗi không thường thấy của những trận đấu bóng đá ở cấp độ như thế này. Chúng ta có thể dễ hiểu với những lựa chọn về thay đổi nhân sự, huấn luyện viên Park Hang-seo mang quyết định tấn công nhiều hơn, bởi rõ ràng là một kết quả hòa hay thua trước Jordan là như nhau. Bởi chúng ta cũng đã chắc suất đi tiếp và chiến thắng sẽ giúp chúng ta có lợi thế lớn hơn. Rất nhịp nhàng, tiếp tục là cầu thủ Jordan và lần này lại là số 7 Abu Amara. Tuấn Mạnh đang chơi xuất sắc sau khi vào sân để chỗ cho Văn Lâm. Một pha bóng đội bạn rất tự tin với ý định dứt điểm qua khe giữa hai chân của thủ môn Tuấn Mạnh. Đội bạn đã tiếp tục tăng cường tuyến tấn công với sự góp mặt của An Lata, một tiền đạo. Bàn thua của đội tuyển Việt Nam không hề có lỗi của Tuấn Mạnh. Đó là một tình huống đơn giản là không thể cản phá đến từ Abu Amara. Một pha phối hợp tấn công trung lộ thành công hiếm hoi của đội Jordan. Tất cả các cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã chờ đợi sự tỏa sáng ở vị trí thủ môn của Tuấn Mạnh. Nhìn chung đến lúc này, cả Tuấn Mạnh và Văn Lâm, những người được lựa chọn trong các vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam, đều đang chơi tốt. Khi mà Văn Đức vào sân thì đội tuyển Việt Nam bây giờ chỉ còn cắm một mình anh Đức ở tràng tấn công. Và can thiệp tốt của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải đã có một màn trở lại tương đối ấn tượng cho đến lúc này. Như chúng tôi đã nói, dù kết quả của trận đấu này như thế nào, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan đều sẽ có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Đây sẽ là lần thứ hai mà đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này, trong khi đó đối với đội tuyển Jordan là lần thứ tư. Giải đấu sẽ được diễn ra vào đầu năm sau tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với số đội tham dự tăng từ 16 lên thành 24.
sẽ có cơ hội cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, cụ thể là 4 đội cùng với 12 đội nhất nhì của 6 bảng đi tiếp ở vòng chung kết. Thaji, cơ hội, trọng tài xác định sẽ là một quả phạt góc dành cho đội chủ nhà. Chúng ta đang chịu một sức ép rất lớn đến từ phía các cầu thủ Jordan. Những tình huống tấn công liên tục. Bộ đôi trung vệ của họ đều đã hiện diện. Arab cao 1m86 và Khatab cao 1m85. Đó là những sự vượt trội nếu như nhìn vào bộ ba cầu thủ phòng ngự bên phía Việt Nam. Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng có chiều cao 1m76, Đình Trọng thậm chí còn thấp hơn là 1m74. Trong vòng loại Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, 3/4 số bàn thắng của chúng ta đến ở trong hiệp 2. Và đó là cơ hội để chúng ta có thể hy vọng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Đội bạn đang rất khẩn trương khi mà quỹ thời gian còn lại không phải là quá dư dả nữa. Tamimi, Sami, đội Việt Nam tổ chức phản công. Trận đấu vẫn đang được tiếp diễn. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đang bị đau. Và có lẽ anh cần phải có sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Như vậy là Tiến Dũng sẽ tiếp tục có thể thi đấu được. Cho đến lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay đổi người. Và chúng ta rất ngại những chấn thương kiểu như vừa rồi của Tiến Dũng. Cho năm nay vào tháng 8, đội Olympic Việt Nam sẽ thi đấu ASEAN tại Indonesia. Đến tháng 11 và 12 sẽ là AFF Cup được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách tính từ vòng bảng. Một phương thức tổ chức hoàn toàn mới. Và đến tháng 1 năm sau sẽ là Asian Cup, trận đấu mà chúng ta hiện đang chơi những phút cuối cùng của trận cuối cùng vòng loại. Samir, bóng tiếp tục hướng sang hành lang cánh trái, nơi có xuất hiện của Tamimi và Thaji. Thaji, phần lớn thời gian của hiệp 2 này, bóng lăn bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Đội bạn tấn công biên nhiều, tạt nhiều, nhưng bàn thắng đến với họ lại không phải từ một pha bóng từ lối chơi tấn công điển hình mà Jordan đã áp dụng chủ yếu sau giờ nghỉ.
cầu thủ của Jordan đang tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ của họ có những pha di chuyển và truyền về phía sân nhà. Văn Thành. Giải pháp tương đối khó hiểu của Văn Thành. Có nhiều hơn những lựa chọn. Đinh Thanh Trung. Thanh Trung. Pha bóng không tốt của Đinh Trọng. Cơ hội cho đội chủ nhà Jordan. Đường chuyển mạnh đến từ Abu Amarat, nhưng đồng đội của anh vẫn kịp xử lý. Lại là những pha treo bóng bổng vào phía trong. Đội bạn chủ động phạm lỗi để ngăn chặn cơ hội phản công. Khắc Ngọc sau khi vào sân đã có một vài tình huống xử lý, có thể nói là tương đối khôn ngoan, những pha xoay sở ở phạm vi hẹp. Tuy nhiên anh hiện diện ở trong một thế trận mà đội tuyển Việt Nam lại phải lùi sâu phòng ngự, bởi vậy nên Khắc Ngọc vẫn chưa có nhiều đất diễn cho đến lúc này của trận đấu. Ở trong hiệp 2 thì những cầu thủ được dâng cao nhiều đó là Quang Hải và Thanh Trung cũng có phần đuối sức. Than Di. Tiếp tục là quả tạt từ Than Di, đánh đầu. Phản xạ xuất thần của Tuấn Mạnh. Đã có nhất 3 tình huống cứu thua được Tuấn Mạnh thực hiện. Bóng đi đập đất với một quỹ đạo khá khó chịu nhưng Tuấn Mạnh vẫn phản xạ tốt. Đã có những sự lo lắng khi Văn Lâm phải rời sân vì chấn thương, nhưng Tuấn Mạnh đã khiến mọi người phải nhớ đến anh với những tình huống cứu thua xuất sắc. Tuấn Mạnh đang bị đau. Tuấn Mạnh đang hướng đến trận đấu thứ 3 tại vòng loại Asian Cup 2019 giữ sạch lưới. Hai trận trước là những lần anh được bắt chính trước Afghanistan và Campuchia. Có lẽ là lâu lắm rồi thì đội tuyển Việt Nam mới có sự an tâm ở trong khung gỗ đến như vậy. Và không chỉ một mà chúng ta đang có đến 3 lựa chọn. Và ngày hôm nay thì cả Tuấn Mạnh và Đặng Văn Lâm đều đã thể hiện tốt. Thời gian Tuấn Mạnh nằm sân là lúc các đồng đội của anh được nghỉ ngơi, lấy lại một chút sức lực và cũng là để giải tỏa bớt những áp lực từ phía đội tuyển Jordan. Tuấn Mạnh không được trọng dụng ở Hoàng Anh Gia Lai trước kia, nhưng khi đến với Khánh Hòa, thủ môn này trở thành một lựa chọn số 1 trong khung gỗ của câu lạc bộ có biệt danh là Ngựa Ô V-League. Đây là trận đấu được diễn ra trên sân vận động Kinh Abu Lát Đệ Nhị. Sân đấu có sức chứa vào khoảng 13.000 chỗ ngồi của Jordan. Thường thì những trận đấu khác của đội tuyển Jordan, những trận đấu lớn hoặc rất quan trọng sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia
cũng ở thủ đô Amman. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Tuấn Mạnh đã ôm gọn bóng trong tay. Với những phản xạ trong hiệp 2 của Tuấn Mạnh, các đồng đội của anh ở phía trên sẽ an tâm hơn rất nhiều. 6 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này. Một quãng thời gian rất dài, dù rằng ở hiệp 2 này bóng không bị chết nhiều như trong hiệp 1. Hiệp 1 có 5 phút bù giờ và hiệp 2 là 6 phút bù giờ. Thaji rất khéo léo, Thaji đường truyền của Quang Hải là không chính xác cho vị trí của Đinh Thanh Trung. Ở trong hiệp 2, những pha tổ chức tấn công có nét nào? Bây giờ thì đến lượt chúng ta không có. Và việc tổ chức tấn công thực sự bài bản. Có lẽ nguyên nhân đến từ việc thể lực của cầu thủ đã không còn đảm bảo. Anh Đức đã rất nhanh để lùi về tham gia phòng ngự. Samir, bóng an toàn. Hồ Khắc Ngọc, Khắc Ngọc sức dướn tốt của Khắc Ngọc, anh đã mang về một quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Và cùng với đó, cầu thủ phòng ngự của đối phương là Samanat đã phải nhận tấm thẻ vàng. Đó là pha nước rút quen thuộc và sở trường của Khắc Ngọc ở khu vực trung tuyến. Ở thời điểm hiện tại, việc chúng ta có một quả đá phạt sẽ là một cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam có thể tiếp cận với khung thành của thủ thành Asata. Đinh Thanh Trung với vị trí đá phạt sở trường. Đinh Thanh Trung, Quang Hải. Đến lúc này ở vòng loại Asian Cup 2019 đã xác định được 22 trên tổng số 24 đội tuyển tham dự vòng chung kết. Khu vực Đông Nam Á có Việt Nam, Thái Lan, một đội khác còn cơ hội là Philippines. Lễ bốc thăm chia bảng của Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 tại Dubai. 23 đội tuyển ngoài đội tuyển chủ nhà sẽ được phân thành 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 4. Anh Đức, anh Đức tương đối cô đơn ở mặt trận tấn công. Những tình huống tiếp bóng của anh Đức thường bị đối phương đèo bám rất dắt. Quang Hải, quá nửa thời gian đá bù giờ đã trôi qua. Thaji, thêm cơ hội cho đội chủ nhà, cú dứt điểm. Trọng tài xác định sẽ có phạt góc cho đội Jordan. Đội chủ nhà rất khẩn trương. Samir, Thaji, Abu Amara. Tiếp tục lại là pha xử lý từ xa đến từ số 7 Abu Amara. Đó là pha xâm nhập và kết thúc của hậu vệ cánh phải Madat.
Long Đan đang cố gắng tìm kiếm tình huống xẻ nách. Đó là những khoảng trống mà trong sơ đồ 5 cầu thủ phòng ngự sẽ thi thoảng có những lúc để lộ ra. Vị trí giữa trung vệ lệch phải và hậu vệ phải cũng như trung vệ lệch trái và hậu vệ trái. Sami tiếp tục, lại là Hasad. Những cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà, nguy hiểm. Phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Nếu kết quả này không có gì thay đổi, đội tuyển Jordan sẽ có được 12 điểm và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng C. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam có được 10 điểm và xếp ở vị trí thứ 2. Dù rằng chúng ta đã không thể bảo toàn được chiến thắng trước Jordan, nhưng một kết quả hòa là chấp nhận được trên sân khách. Anh Đức là người đã ghi bàn trong hiệp 1 giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn trước đối phương. Nhưng đến hiệp 2, với một lối chơi đầy cố gắng thì cầu thủ Jordan đã có được bàn thắng từ cú sút xa của Abu Abadat. Kết quả hòa 1-1 có thể coi là hợp lý với những gì mà cả hai bên đã thể hiện. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả của vòng bốc thăm Asian Cup 2019 và chờ đợi hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay và Asian Cup 2019. Còn bây giờ thì buổi bình luận trận đấu giữa Jordan và Việt Nam của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với những đánh giá phân tích sau trận đấu của chúng tôi.